Chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Biết Đâu Được. Hôm nay chúng ta có gì nào? Riot Games tặng Vi trang phục mới của Volibear Dị Giáo Ác Thần. Dị Giáo Ác Thần là trang phục mới của Volibear và sẽ được tặng miễn phí cho những người đã sở hữu vị tướng này trước khi làm lại. Trang phục này được tạo ra vì một số người chơi thích Volibear được phát triển theo hướng rùng rợn và quái dị. Nguồn gốc của trang phục Dị Giáo Ác Thần. Tiểu sử của Volibear thực tế đã được thay đổi từ rất lâu, trước cả khi dự án làm lại tướng được công bố. Theo cốt truyện này, Volibear là một trong những á thần có quyền năng vô cùng hùng mạnh và là một trong những kẻ đã kiến tạo nên vùng đất Realzor. Ông ta đã triệu tập tất cả tông đồ của mình, gọi chúng là Ursin, để thành lập một đội quân chống lại ba chị em. Volibear đã đánh bại Lysandra và làm mù mắt ả, nhưng không thể ngăn được những gì mà ả ta đã thiết lập. Tín ngưỡng thờ phụng ba chị em đã lan tràn khắp Realzor, hay nói một cách dễ hiểu thì người dân Realzor hiện tại phần lớn đã theo đuổi tín ngưỡng thờ phụng các tân thần, trong khi những cụ thần, những người đã khai phá thổ ban sơ của vùng đất này thì bị quên lãng. Nhưng ghê rợn hơn, hiện thân của Volibear trong thế giới hiện tại đã không còn mang hình hài của vị á thần oai nghiêm thời cổ đại, mà thay vào đó là bóng dáng của một con quái vật với gương mặt không còn nguyên vẹn, trơ cả hộp sọ, bộ chiến giáp nham nhở bị cắm ngập đủ loại vũ khí và bốn con mắt đầy quái dị. Dị Giáo Ác Thần là bộ trang phục khắc họa một nhân dạng sa ngã và cực kỳ quỷ dị của Volibear, một á thần thất bại trong cuộc chiến viễn cô, mất đi sự kính ngưỡng và bị ám ảnh bởi quyền lực bất diệt, khiến ông xa rời nhân thế, mục rửa và đọa lạc trở thành một con quái vật có khả năng thao túng ý chí con người. Đây cũng chính là bối cảnh liên quan đến sự hình thành của Volibear Dị Giáo Ác Thần. Vấn đề là liệu Riot Games có muốn gắn kết nó với vũ trụ mặc định của Liên Minh Huyền Thoại hay không? Và nếu có, thì chính bộ trang phục kinh dị này mới là bộ mặt thật sự của Volibear trong kỷ nguyên thực sự của Runeterra. Bạn nào còn chưa mua Volibear thì tranh thủ mua đi nha. Riot một skin chứ không đùa đâu. Và mọi người cảm nhận như thế nào vào trang phục Dị Giáo Ác Thần này? Hãy để lại comment để mình được biết nha. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. Well, does it matter, man? Autonomy is an illusion. Hey, I said me soul, you motherfucker! What are you? What is this? Get the fuck off my- Ah! Look at this shit, man! Where's the other one? You can't stop it! You can't! Run! You can't! What is this champ, bro? What is this champ? Wait. Ready. What the fuck, bitch? Autonomy is an illusion.
Yeah, that ocean dragon kind of just, yeah, that's good TP by Syndra. Nice bait. Is that Chad? You dumb motherfucker, you. You dumb motherfucker. Dude, how fast is this guy? What the fuck?